Bạn nào đang tìm kiếm một chiếc xe SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu của Đức và dẫn động hai cầu, rồi xe dưới 1,7 tỷ đồng và đặc biệt là chi phí bảo dưỡng xe rất là tốt. Hi, xin chào các bạn đến với kênh Car Passion. Mình là Hoàng Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thế giới xe Đức. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là chiếc Volkswagen T1. Đây là một trong những chiếc xe bán chạy nhất tại thị trường châu Âu. Nếu như các bạn là một người đam mê về xe, chắc chắn các bạn sẽ biết những thương hiệu như là Audi, Ford, Lamborghini, Bugatti và Ducati. Và tất cả những thương hiệu mình vừa kể trên là đều thuộc tập đoàn Volkswagen. Thương hiệu Volkswagen là một trong những cái tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới. Và cái chiếc xe Volkswagen ngày hôm nay của chúng ta, đây là một phiên bản facelift của thế hệ thứ hai và phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2007. Cái doanh số bán xe từ năm 2019 là đã có 910.000 chiếc được bán. Và nếu mà tính cộng dồn đến năm 2020 thì có khoảng 6 triệu chiếc được bán trên toàn thế giới. Và đây là một trong những cái mẫu xe bán chạy nhất của tập đoàn Volkswagen và cũng là cái mẫu SUV bán chạy nhất tại thị trường châu Âu. Cái tên T1 là bắt nguồn giữa từ ghép giữa Tiger và E1, tức là hổ và kỳ nhông. Và ý của hãng muốn nhắn đến là một sự dũng mãnh và nhanh nhẹn của một chiếc xe. Và ngoài ra đây cũng là, nếu như các bạn nào tuổi dần thì các bạn phải nên mua chiếc xe này, bởi vì đó là một con hổ. Hoặc là các bạn nếu muốn chăm nuôi một con hổ tại nhà thì đây là một sự lựa chọn rất là thú vị. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được ở phần ngoại thất của xe, nó sẽ là một cái cảm giác chúng ta sẽ không có được những cái sự bóng bẩy như là những chiếc xe khác, và chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó thanh lịch hơn, nếu gọi chính xác là từ thanh lịch. Bởi vì chiếc xe này dành cho những cái đối tượng khách hàng nó có một cái tuổi trung niên. Và với cái kiểu thiết kế như thế này, chúng ta sẽ có một cái lợi thế là các bạn nhìn từ 5 năm, 7 năm và thậm chí 10 năm, chiếc xe vẫn không có cảm giác là bị lỗi thời. Thậm chí là nếu như các bạn thể tìm lại những chiếc xe đời 2007, những chiếc đời đầu, các bạn sẽ nhìn thấy là những chiếc T1 nó vẫn có một cái nét đẹp rất là đẹp. Và đây là một phong cách chung của các dòng xe châu Âu. Ở phần lưới tản nhiệt này vẫn là những thanh ngang. Và cái phần cản trước của phiên bản Elegant này, thì cái phiên bản này Elegant này có nghĩa là thanh lịch, cho nên là cái cản trước nó không có cái có bộ kit của cái off-road giống như là phiên bản Luxury S. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt tổ ong và một cái thanh mạc chrome rất là đẹp, nó kéo dài qua tới cụm đèn sương mù. Cụm đèn chính của xe cũng đã được nâng cấp và tất cả bóng trong này đều sử dụng là dạng bóng LED, và chúng ta có thêm một cái dải đèn LED trên này. Và cái bóng đèn của xe có một cái điểm rất là hay là nó sẽ chiếu theo góc chiếu, nên là khi chúng ta đi vào những cung đường tối hoặc đi vào đường đèo, chúng ta sẽ rất là tự tin khi mà cầm lái những chiếc xe như thế này. Và phần đầu xe với rất nhiều cái đường dập nổi, nó tạo cho chúng ta một cái ánh nhìn nó rất là giống như những cái chiếc xe tăng Đức. Các bạn để ý, các bạn nhìn tổng thể chiếc xe thấy rất là giống. Và chúng ta tiếp tục đến với phần hông xe. Hông xe là chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái đường dập nổi kéo dài từ phần đầu xe đến đuôi xe. Cái đường dập nổi này chúng ta sẽ cảm giác như là chiếc xe nó trường, nó dài hơn và nó không có những cái chi tiết rườm rà giống như những chiếc xe của thương hiệu khác. Về kích thước tổng thể của xe, có chiều dài là hơn 4m7 và ngang là hơn 1m8 và cao là khoảng chừng 1m7. Và cái khoảng sáng gầm của xe là một trong những cái điểm cộng, bởi vì cái khoảng sáng gầm rất là cao. Và chính nhờ cái khoảng sáng gầm cao vậy, xe sẽ dễ dàng đi qua những cái tuyến đường phức tạp hay là những cái khu vực gồ ghề đường đồi núi. Và nếu như chúng ta cần thiết đi qua những tuyến đường ngập thì T1 vẫn sẵn sàng vượt qua được. Xe còn có bán kính quay đầu là 5,95, nó giúp cho chúng ta dễ dàng linh hoạt hơn khi di chuyển trong đường phố hay là khi quay đầu ở các khu đô thị đông đúc. Một trong những cái điểm rất là đặc biệt trên chiếc xe này là cái phần gương. Thì phần gương được sơn màu theo màu của mâm xe nên nó sẽ tạo một cái điểm cách điệu cho chiếc xe này. Thì phần gương cũng sẽ có thêm một cái dải đèn xi nhan, một cái kiểu thiết kế rất là đẹp và rất là bắt mắt. Ngoài ra là cái chìa khóa Smart Key của những chiếc xe Đức là chúng ta không có cần thiết phải bấm nút mở cửa như trước đây. Chúng ta chỉ cần đưa tay vào khóa thế là mở được cửa xe. Và bây giờ chúng ta đến phần đuôi xe, thì đuôi xe cho chúng ta một cái cảm giác rất là thanh lịch thông qua cái cách thiết kế và cái cách mà những cái đường nét ở đây họ làm. Và một cái điểm nhấn ở đây là cái cụm đèn hậu dạng full LED và có một cái kiểu thiết kế như là hình chữ L, và bên trong là những cái đồ họa rất là bắt mắt và rất là đẹp. Nó tạo ra khi mà chúng ta đi vào ban đêm á, nó sẽ tạo một cái điểm nhấn khi mà chúng ta lướt qua những cái con đường nó cực kỳ đẹp. Ngoài ra thì ở phần cản này của chúng ta sẽ có được hai cái ống xả kép tăng thêm cái tính thể thao cho chiếc xe này. Và ở đây còn có một điểm nhấn là một cái đường mạc chrome ở phần cản sau để tăng thêm cái sự an toàn khi mà sử dụng chiếc xe trong đô thị hay là quay đầu trong những tuyến đường hẹp. Thì Volkswagen đã trang bị thêm 10 cái cảm biến ở xung quanh xe. Và ngoài ra đối với phiên bản của năm 2021 thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera lùi ở đây.
Một trong những cái điểm tiện dụng của chiếc Volkswagen T1 phiên bản mới này á, là chúng ta sẽ có được một tính năng đá cốp. Và khi chúng ta chìa khóa đang lóc và chúng ta cần đá cốp cái lùi lại. Bạn lùi lại, xe tự động mở cốp. Xe mở cốp lên. Và khác với phiên bản trước đó, chúng ta phải bấm nút để cho hạ cốp xuống. Thì ở phiên bản mới này chúng ta cũng chỉ việc đá cốp là phiên bản là động cốp sẽ đóng lại. Ngoài ra, đối với các bạn nào đang ở khu chung cư hoặc là ở nhà riêng nhưng mà cái hầm của chúng ta nó hơi chật, thì ở đây chúng ta có thêm một cái tính năng nữa là chúng ta có thể điều chỉnh được độ cao của cốp. Hiện tại bây giờ mình đã setup sẵn là đang thấp như vậy, thì bây giờ chúng ta có thể đẩy lên cao được nữa đó. Và nếu như các bạn muốn chỉnh thấp hơn là sẽ đưa điều chỉnh độ cao và bấm giữ vào đây 3 giây là cái cốp sẽ hiểu được rằng là sẽ tới một cái mức độ giới hạn nào đó nó sẽ dừng lại, nó sẽ không đi nữa. Và ngoài ra thì cốp có thêm một tính năng chống kẹt. Đây, sự tinh tế của xe Đức là nằm ở đây. Không gian hành lý của Volkswagen T1 khá là rộng rãi, chúng ta có thể để được khoảng 2 cái vali tầm trung. Và nếu như muốn mở rộng không gian thì chúng ta có thể gập 2 gàn ghế này xuống chỉ với 2 thao tác, để rồi. Vậy là chúng ta đã có thêm được không gian rộng hơn và rất là sâu, để đồ được rất là nhiều. Và nếu mà khi gập 2 gàn ghế thứ hai xuống có thể để được khoảng 2 tới 3 cái vali lớn. Và khi các bạn, nếu như các bạn đang đi 7 người đi chơi thì chúng ta có thể để lên trên cái nóc. Ok, bây giờ mình bước vào khoang cabin của xe thì đập vào mắt mình là một cái cảm giác nó rất là... Nó không có một cái cảm giác là một cái sự gọi là nó quá là đa dạng và đặc sắc như là những xe Đức khác. Và chúng ta có được một cái cảm giác gọi là thuần xe Đức. Tất cả mọi thứ được thiết kế theo một cái phương ngang và đều là những thanh ngang hết. Chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm là cái cảm giác nó rất là đồng bộ giữa thiết kế ngoại thất và nội thất. Và những cái chi tiết như chúng ta có thể nhìn thấy là đây là những cái bằng da. Và chúng ta thấy rất là, nó vẫn mang tới một cái cảm giác là một sự sang trọng. Ở phần vô lăng chúng ta vẫn có vô lăng bọc da và các nút bấm trên vô lăng. Ngoài ra thì cái vô lăng được vác ở góc này làm cho chúng ta có cảm giác là chiếc xe nó có một chút gì đó, nó mang hơi hướng của chiếc xe thể thao. Và đặc biệt là trên chiếc xe này chúng ta sẽ có một cái lẫy số sau vô lăng. Một cái lẫy số có kích thước rất là ngắn nhưng mà nó vẫn vừa đủ để chúng ta đụng vào để chúng ta sử dụng. Rất là tiện dụng khi chúng ta đi vào những cái đường đèo dốc hoặc là đi vào những cung đường xấu, hay hoặc là lúc chúng ta cần tăng tốc thì chúng ta sẽ cần đẩy vào đây. Ngoài ra thì ở đây có một cái khá là hay là cái hệ thống điều hòa. Đây là hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, nên là chúng ta có thể tự động, chúng ta có thể điều chỉnh được là hướng lạnh của mình, người bên cạnh hoặc là những người ngồi phía sau. Chế độ điều hòa của xe thì ngoài 3 vùng độc lập ra thì nó vẫn còn có một cái tính năng nữa là tính năng air care. Nó giúp cho lọc được bụi mịn. Và cái lọc bụi này nó rất là đáng giá và nó rất là tốt. Đối với lại những chiếc xe Đức thì thường sẽ áp dụng những cái công nghệ này. Phần ghế của xe thì thật ra nó không có ôm lắm đâu, bởi vì chiếc xe này bản chất dành cho những người châu Âu thì cái tạng người của họ sẽ lớn hơn là người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta ngồi vào đây chúng ta vẫn cảm giác rất là vừa vặn, bởi vì nó có hai cái hông. Hai cái hông này làm cho chúng ta đỡ mỏi lưng. Và đặc biệt cái ghế của chiếc xe này mặc dù là chỉnh cơ chứ không có được là chỉnh điện như phiên bản Luxury S, nhưng mà chúng ta vẫn có được tính năng là massage ghế cũng như là cái sưởi ghế. Ghế của xe là không có được bọc da. Đối với lại phiên bản Luxury S thì mới là phiên bản bọc da cao cấp. Còn với cái phiên bản này chúng ta sẽ có một cái dạng ghế da, một cái ghế sợi tổng hợp. Và cái ghế sợi tổng hợp này chúng ta có cái bề mặt sờ nó rất là thích, nó cảm giác như là một cái nhung á. Và nếu như bạn nào là một người rất là đam mê về kính mát thì đây là một thế giới dành cho các bạn. Nó có rất rất nhiều học để chúng ta có thể để kính ở phía trước đây, ở phía sau đây. Đây là một những cái sự gọi là sự chỉnh chu của những chiếc xe Đức. Ngoài ra, một trong những cái điểm rất là hay của chiếc xe Đức là khi mà các bạn buổi sáng khi các bạn đi làm, các bạn mua cà phê thì chúng ta để xe, để ly cà phê trên này nó sẽ rất là dễ đổ. Và các bạn cũng hiểu được là khi chúng ta đổ cà phê thì cái chuyện mà đi vệ sinh nó rất là phiền, thì ở xe Đức họ bố trí sẵn một cái cây gài và rất là chắc chắn, chúng ta không còn phải bỏ bên hông này và chúng ta chỉ cần để ngay đây. Và khi chúng ta không cần thiết sử dụng thì rút ra và đóng nắp lại. Đối với những chiếc xe đắt tiền hơn, sang trọng hơn 2-3 tỷ thì chúng ta sẽ có được một cái miếng gỗ hoặc là một cái vật liệu tốt hơn là vật liệu nhựa. Nhưng mà với chiếc Volkswagen này là dành cho đa số người dùng và nó mang tới một cái cảm giác cho các bạn là một cái sự gọi là vừa đủ và thực dụng. Thì vậy là quá đủ rồi. Màn hình trung tâm của xe là một màn hình kích thước là 12,9 inch và hiển thị theo digital. Tất cả những thông số đây hiển thị rất là trực quan và khi chúng ta ngồi nhìn cái tông màu làm cho chúng ta cảm giác nó rất là thân thiện và dễ nhìn. Ngoài ra là cái bảng giữa cái bảng đồng hồ này chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông tin và tên bài hát và tên luôn cả những cái thông báo trên chiếc xe này. Chúng ta không cần phải liếc mắt nhìn về màn hình giải trí nữa, chúng ta chỉ cần nhìn tập trung vào đây. Ở phiên bản Elegant này chúng ta bị không có được một cái húp ở cái kính lái, nhưng mà không sao thì chúng ta có thể mua thêm những cái húp kính lái này, ví dụ chúng ta mua của Vietmap.
Và khi mua cái bộ của Vietmart, chúng ta sẽ có thêm những cái thông báo về cảnh báo giao thông nè, có thêm những cái cảnh báo về camera phạt nguội hoặc là dẫn đường. Nói chung là những cái thiết bị đó mình thể nâng cấp được. Và màn hình giải trí của xe là màn hình 8 inch. Và trên màn hình này chúng ta có rất nhiều thông tin và có thể hỗ trợ được cả Apple CarPlay lẫn như là Android Auto. Có hai cách để mà chúng ta có thể điều chỉnh cái nhiệt độ trong xe là thông qua những cái phím vặn như thế này, hoặc chúng ta điều khiển ngay trên màn hình cảm ứng của chiếc xe luôn. Cái quan trọng nhất của chiếc xe này đó chính là cái hộp số ly hợp kép. Hộp số ly hợp kép DSG này của Volkswagen thì thật sự nó đã rất là nổi tiếng cách đây 15 năm rồi. Và tới thời điểm bây giờ nó vẫn rất là ngon và nó rất là tuyệt vời. Ngoài ra ở đây chúng ta còn có thêm một cái 4Motion cho cái hệ dẫn động. Thì lát nữa mình sẽ nói sâu về hai cái này. Ngoài ra chiếc Volkswagen T1 này của chúng ta cũng còn có những cái tính năng đặc biệt như là bốn kính này chúng ta chỉ là một chạm và có tính năng là chống kẹt, rất là tiện dụng và rất là an toàn. Ngoài ra thì với cái phiên bản Elegant này chúng ta chỉ có âm thanh là 8 loa thôi, thay vì như là chiếc Luxury S là sẽ có âm thanh vòm cùng với lại một cục súp. Nhưng không sao cả, những cái thứ này chúng ta phải ra ngoài chúng ta làm được. Và rẻ hơn tới 200 triệu lần thì chúng ta có thể dư một khoản tiền để chúng ta làm những cái chuyện này. Xe có rất là nhiều chế độ lái. Đối với chế độ on-road, chúng ta sẽ có là chế độ tiết kiệm, chế độ bình thường, chế độ thể thao và chế độ tùy chỉnh. Cái chế độ tùy chỉnh này ở đây nghĩa là bạn có thể tùy chỉnh được rằng là ok, tôi muốn đi chiếc xe nó rất là nhẹ, tôi muốn đi chiếc xe tôi muốn đi chiếc xe nó mạnh hơn, nhưng mà cái vô lăng của tôi nó phải nhẹ đi, thì các bạn phải điều chỉnh được. Hoặc là các bạn muốn cho chiếc xe của chúng ta đang đi rất là êm, nhưng mà tôi lại muốn cho cái vô lăng nó nặng hơn, nó đầm hơn, thì các bạn phải điều chỉnh được trên chiếc xe này luôn. Và ở cái chế độ custom, ở chế độ off-road chúng ta có hai chế độ, là một là off-road thường, hai là chế độ off-road mà theo như cá nhân hóa. Các bạn sẽ tùy chỉnh được tất cả những thông tin và từ vô lăng cho tới là cái tính năng điều khiển của xe. Ngoài ra chiếc xe này còn có một cái tính năng khá là hay là gói hỗ trợ đổ xe tự động. Đối với cái gói hỗ trợ đổ xe tự động thì camera lùi sẽ mở lên và cái chân phanh sẽ tự động phanh nếu như tới một cái điểm gần nào đó. Xe này không có được trang bị camera 360 độ, nhưng mà những thứ này chúng ta vẫn thể nâng cấp được. Ngoài ra thì xe vẫn có hệ thống đèn là đèn auto nè, và gạt nước cũng là auto luôn. Ngoài ra một trong những cái điểm mà mình cảm thấy rất là ấn tượng với chiếc xe này là cái phần gương này không có viền. Và đặc biệt là nếu như các bạn cần một cái chai nước lạnh thì ở đây chúng ta có một cái học để có thể là để làm lạnh được. Và ngoài ra nếu như bạn nào là người thích nghe nhạc thì vẫn có một cái đầu CD cho các bạn. Đây là một khe cắm nghe SD để tăng cái cảm giác mà các bạn nghe nhạc nó cảm thấy nó feel hơn. Thì ở chiếc xe Volkswagen T1 này có được trang bị một cái đèn ambient light, và cái đèn này có thể chạy theo nhiều tông màu rất là thích mắt, và tông màu thường sẽ hiển thị trên cái màn hình giải trí và màn hình chính. Và xung quanh xe thì đều có đèn ambient light nhưng mà sẽ là màu trắng. Không sao cả, nó vẫn đem lại một sự rất là đẹp và tiện ích cho chiếc xe này. Ngoài ra là chiếc xe này có 6 túi khí và xe có thêm hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control và có luôn cả cái giới hạn speed limit, là cái giới hạn tốc độ. Các bạn có thể đi chiếc xe này và các bạn sẽ cảm thấy nó không có cần thiết phải lo về chuyện bị bắn tốc độ nữa, các bạn chỉ cần cài giới hạn về tốc độ thế là xong. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng như là khởi hành ngang dốc, khởi hành hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát cự ly đổ xe và chức năng phanh hỗ trợ xe. Tiếp nữa là ở đây chúng ta sẽ có một cái phanh tay điện tử và có luôn cả tính năng auto hold. Và đi trên đường dốc hoặc đường cao á, thì chúng ta sử dụng cái phanh tay auto hold này rất là tiện dụng, và ngoài ra bạn có thể sử dụng nó khi mà dừng đèn đỏ. Rồi bây giờ chúng ta đến với hàng ghế thứ hai của Volkswagen T1. Và cái hàng ghế trước mình đang để theo vị trí ngồi của mình như bình thường mình đang lái xe, thì ở đây mình đang cảm thấy rất là rộng. Mình chưa có tăng đưa cái ghế này nha. Cái ghế này có thể là di chuyển lên hoặc là xuống để chúng ta có thể nới rộng cái chỗ để chân cho hàng ghế thứ ba. Thì mình đang cảm giác rất là rộng. Mình là người cao 1m75. Thì cân nặng thì hơi béo béo một xíu là 84kg. Thì ở đây phần trần vẫn rất là cao. Và ở đây có một điểm rất là hay là mình thích nhất ở đây là cái bàn. Chúng ta có thể cho bé ăn cơm được nè. Các bạn có thể ngồi đây để làm việc được nè. Chúng ta có thể ăn sáng ở đây cũng được nè. Nhất là cái thời điểm mà dịch bệnh Covid các kiểu thì chúng ta có thể vô xe ngồi ăn, nhìn view các kiểu và chúng ta ngồi ăn ở đây. Ở đây chúng ta có một cái cửa gió phía sau và chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ tăng hoặc giảm ở đây. Ngoài ra thì chúng ta có một cái ổ cắm điện 12V và một cái cổng USB. Rất là tiện dụng. À, nếu như các bạn đi 4 người thì chúng ta gác cái đồ đế tay lên thì có thể để được 2 chai nước. Và đây có thể được, đây chắc phải để được 5-6 chai nước á. Đây rất là rộng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống hàng ghế thứ 3. Bởi vì nghe nói hàng ghế này nó hơi chật, để coi sao. Ok, và bây giờ mình đang ở hàng ghế thứ 3. Và với một cái thân hình khá là béo béo của mình thì mình ngồi vẫn cảm giác rất là vừa.
Vừa là tại sao nó vừa? Bởi vì mình đã dời cái hàng ghế thứ hai lên một xíu. Các bạn hãy hiểu một điều rằng là đây là một chiếc xe 5+2 chứ nó không phải là một chiếc xe full 7 chỗ. Cho nên là cái hàng ghế thứ ba này á, một là dành cho trẻ em và hai là chúng ta nếu mà những cái người to như mình ngồi thì chỉ đi khoảng chừng rất là ngắn trong đô thị thôi. Chứ còn nếu đi xa sẽ rất là mỏi chân, bởi vì cái chân của các bạn thấy đây, để mình gỡ một để mình hạ hàng ghế này xuống thấy đây cái chân mình như thế này. Thì cái ghế phải nằm ở vị trí thế này. Và khi chúng ta ngồi cái tư thế này một khoảng đường dài nó sẽ rất là mỏi và chúng ta sẽ cảm thấy không gian rất là chật. Nhưng mà khi đi chung vui với nhau là sẽ mọi thứ sẽ quên hết à. Và bây giờ chúng ta đến với cụm động cơ của chiếc Volkswagen T1. Thì cả hai phiên bản đang phân phối tại thị trường Việt Nam đều sử dụng động cơ dung tích 2.0 TSI tăng áp kép. Thì cái động cơ này cho chúng ta một cái công suất là 180 mã lực và cái mô men xoắn 320 Nm/m. Với cái công suất 180 mã lực thì thật ra nó cũng không phải là quá lớn, nhưng cái mô men xoắn cực đại 320 Nm/m của chiếc xe này mới là thứ để đáng nói. Bởi vì cái giải vòng tua bắt đầu từ 1.500 cho tới gần 4.000 vòng, đồng nghĩa với chuyện rằng là khi bạn cần đạp ga tăng tốc là chiếc xe sẵn sàng lao lên. Ngoài ra là để đạt được cái chuyện mà chiếc xe lái hay hay dở thì cái chuyện công suất hay là mô men xoắn nó không giải quyết được vấn đề. Cái hay ở đây nó nằm ở chuyện hệ dẫn động. Và chiếc Volkswagen T1 vẫn thừa hưởng được những cái tinh hoa nhất của Volkswagen khi mà Volkswagen T1 vẫn sử dụng một cái hệ dẫn động 4Motion. Và cái hệ dẫn động 4Motion này chúng ta có thể biết đến là cái hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và biến thiên tự động. Biến thiên tự động nghĩa rằng là ví dụ như khi chiếc xe này đa phần sẽ sử dụng rằng là cầu trước, nhưng mà khi cái mặt đường nó có sự thay đổi thì chiếc xe sẽ tự động phân bổ lực sang bánh sau. Và đây là một điểm rất là hay trên chiếc xe Volkswagen. Ngoài ra thì xe vẫn sử dụng cái hộp số truyền thống trong nổi tiếng trong 15 năm qua là cái hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG. Chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong khoảng 7,8 giây. Khá là nhanh cho một chiếc xe đô thị bình thường. Ngoài ra thì chiếc xe này của chúng ta đi sử dụng là cái khung gầm là unibody, là khung gầm liền. Nên chúng ta sẽ không có bị tình trạng như là bị rung lắc như vào những chiếc xe mà khung gầm rời. Ngoài ra ở cái hệ thống treo trước là mắt fashion, còn cái hệ thống treo phía sau là hệ thống treo độc lập đa điểm, sẽ giúp cho người ngồi trên xe khi mà đi qua những cái đường xấu không cảm giác bị chồng chành hay là bị bắp bên của chiếc xe, vẫn cảm giác êm ái khi đi qua những tuyến đường không được đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta đã tìm hiểu xong về chiếc Volkswagen T1 phiên bản thanh lịch. Và chiếc xe này đang trên với lại chiếc Luxury S là khoảng chừng 200 triệu đồng thì chúng ta sẽ bị mất những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ không có được cái camera 360 độ. Thứ hai là chúng ta sẽ không có được dàn âm thanh vòm. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ bị mất đi cái ghế điện và chúng ta cũng không được trang bị là ghế da. Cái thứ năm là chúng ta không có cái húp. Nhưng mà năm thứ này chúng ta đều thể nâng cấp lại ở bên ngoài. Theo như mình có tìm hiểu thì hiện tại Volkswagen đang có một chương trình khuyến mãi gói phụ kiện 100 triệu cho những khách hàng mua chiếc xe Volkswagen T1 này. Và với cái tầm tiền 100 triệu đó thì các bạn có thể đổ rất là nhiều thứ trên chiếc xe này. Đây thực sự là một cái giá rất là hời cho các bạn nào đang tìm kiếm một chiếc xe SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu của Đức và dẫn động hai cầu, rồi xe dưới 1,7 tỷ đồng và đặc biệt là chi phí bảo dưỡng xe rất là tốt. Mọi người thường hay nói rằng là xe Toyota là một trong những chiếc xe bền bỉ đến từ thương hiệu Nhật Bản. Và gọi là bền bỉ ở châu Á thì Volkswagen là chiếc xe bền bỉ tại thị trường châu Âu. Mọi người hay nói rằng là chiếc xe Volkswagen này là một cái thương hiệu xe phổ thông, nhưng về Việt Nam cái giá nó lại rất là cao, tiệm cận với xe sang. Nhưng các bạn nên biết rằng ở ngay tại thị trường Đức thì giá xe đang ở mức là 36.000 euro. Và nếu như quy đổi sang tiền đô nó khoảng đâu đó khoảng chừng 42.000 đô. Thì khi chiếc xe này về Việt Nam thì cái mức giá mình đang cảm thấy nó đang quá là bình thường, nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Và khi mà bạn đã lái được những chiếc xe của Đức và nhất là chiếc Volkswagen này, bạn sẽ mới hiểu được rằng là những chiếc xe Hàn và xe Nhật, cái cảm giác lái nó hoàn toàn không thích thú bằng chiếc xe này. Mặt khác, nếu như các bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ gầm cao và đến từ thương hiệu Đức và có thể như là Mercedes này, hay là BMW thì cái giá của các bạn phải bỏ ra là từ 2 đến 3 tỷ đồng. Tóm lại, mình cảm thấy đây là một chiếc xe giá rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Và nếu như các bạn nào đang tìm kiếm hoặc là các bạn muốn tìm một chiếc xe Đức thì các bạn hãy nên tới đây để lái thử, để chính xác các bạn tự trải nghiệm về chiếc xe đó và các bạn có một cái đánh giá khách quan nhất và chính xác nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nói chung các bạn có những cái chia sẻ, bình luận gì hãy để lại bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.